Ngài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay trong video này, Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng dự án 2 căn tại ngõ 138 ỷ La Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội mọi người nha. Với cái vị trí 2 căn nhà này thì rất là đẹp. Ngõ trước nhà là 2m, cách với trục đường ô tô đi lại 50m, rất là thuận lợi. Hôm nay Ngọc Ánh sẽ quay căn bên ngoài để gửi tới quý khách hàng với thông số nhà như sau. Diện tích trên sổ đỏ là 33,7m2. Mặt tiền của ngôi nhà rất là rộng. Mặt tiền 3m83, mặt hậu 3m83 ba vuông vắn, hướng nhà là hướng Tây Nam mọi người ạ. Và với cái ngôi nhà thiết kế là 4 tầng, 4 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi riêng biệt. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh khám phá với cái vị trí ngôi nhà này. Ngõ trước nhà đây mọi người nha. Đây, ngõ trước nhà 2m và cách với trục đường ô tô đi lại chỉ 50m thôi. Với cái vị trí ngôi nhà này mọi người ơi, chỉ có 2 căn thôi. Bởi vậy cho nên là đây mọi người có thể nhìn thấy, 2 căn này chủ đầu tư đã thiết kế cổng riêng và cái việc để xe ở bên ngoài sân không phải dắt vào nhà cho mọi người nha. Cho nên là cái không gian nhà rất là thoáng. Mời quý khách hàng theo em vào vị trí cụ thể căn nhà. Với phía dưới tầng 1 của ngôi nhà là 33,7m. Tuy nhiên ở phía trên tầng 2 của ngôi nhà đây, quý khách hàng có thể nhìn thấy chủ đầu tư xây đua ra cho nên phía phần 2 thiết kế được 2 phòng ngủ rất là rộng, 2 phòng ngủ riêng biệt. Mặt tiền của ngôi nhà đã được chủ đầu tư ốp đá granite đầy đủ. Và cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế 2 lớp. Bên ngoài là chất liệu inox 304 và phía bên trong là cửa kính cường lực nha mọi người. Ngôi nhà thiết kế rất phù hợp, chắc chắn, rất là đẹp. Sổ đỏ chính chủ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ với khách hàng có nhu cầu. Và cái giá chào bán của căn nhà này thì vô cùng hợp lý so với giá bán của khu vực, chỉ 2 tỷ 550 triệu đồng thôi mọi người ạ. Bao toàn bộ phí thuế sang tên mọi người nhớ nhá. Và hỗ trợ ngân hàng lên tới 80% giá trị nhà với là cái lãi suất ưu đãi nhất. Với cái ngôi nhà này thì quý khách hàng chỉ có khoảng tầm 800 triệu đồng thôi là đã có thể sở hữu ngay với cái công năng đáp ứng sử dụng của nó. Với cái giao thông thuận lợi đi lại, cách với ngã tư Lê Trọng Tấn nó khoảng tầm 1 km, cách với lại trung tâm thương mại Eomon Hà Đông 1,5 km. Và với vị trí của ngôi nhà gần ngay với trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nha mọi người, nó chỉ khoảng tầm 500m, cách với chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học Kim Đồng. Quý khách hàng nào mà biết khu vực Dương Nội thì chắc chắn sẽ biết trường tiểu học Kim Đồng. Thì từ vị trí ngôi nhà này cách với lại cái trường tiểu học đấy nó rất là gần, nó chỉ khoảng tầm 300m thôi thưa quý vị. Mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này thiết kế như thế nào. Với tầng 1 của ngôi nhà thiết kế như sau, gồm 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Thì đây là phần phòng khách mà Ngọc Ánh đang đứng. Theo hiện trạng của ngôi nhà, toàn bộ gạch lát nền cũng như là hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led, toàn bộ cái phần trang trí cũng như là những cái phụ kiện để hoàn thiện nên một ngôi nhà hoàn thành xong gần như đã 100%, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi nha mọi người. Gạch lát nền thì kích thước là gạch 60-60 và màu trắng. Cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà cũng là tông màu vàng nhạt, rất là sáng, tạo cái không gian phòng, không gian của ngôi nhà rất là thoáng nha mọi người. Hướng nhà thì là hướng Tây Nam. Và cái phần cửa chính, mặt tiền của ngôi nhà thì là 3m83, cho nên bước vào cái ngôi nhà này, cái không gian nhà rất là rộng. Đồng thời phía phòng khách của ngôi nhà, chủ đầu tư có lắp đặt sẵn một chiếc quạt trần ở đây. Quý khách hàng có thể nhìn thấy hệ thống trần thạch cao, thiết kế đèn led chiếu sáng âm trần nha mọi người. Và ở đây ngôi nhà này, hồ sơ điện đã được hoàn thiện đầy đủ, hồ sơ nước đã được hoàn thiện đầy đủ. Nước sạch sử dụng là nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội nha mọi người. Đây là phần phòng khách quý khách hàng có thể nhìn thấy đây. Nói chung là Ngọc Ánh review như thế nào thì quý khách hàng đến xem nhà là y như vậy. Mọi hôm ấy thì là toàn quay cái hôm nắng mọi người ạ, trời là hửng nắng để lên video và quý khách hàng có thể nhìn thấy cái màu sáng nó rất là ok. Nhưng mà hôm nay thì trời mưa và Ngọc Ánh cố tình để cái ngôi nhà này là 2 ngày mưa liên tiếp để quay gửi tới quý khách hàng biết chất lượng công trình như thế nào, có bị thấm hay không nha. Với ngôi nhà thiết kế chỉ có 33,7m thôi, tuy nhiên mà thiết kế được một tầng 2 phòng ngủ rộng thì đây là một căn nhà rất đáng để cân nhắc nha quý vị. Bởi vì cùng với cái phân khúc giá, cùng với lại cái khu vực này thì có một số dự án khác Ngọc Ánh cũng đang bán chỉ có 30m2 và một tầng xây một phòng thôi. Quý khách hàng cứ lựa chọn và có thể gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. Tiếp theo, đây chính là cái phần phòng bếp mà Ngọc Ánh muốn gửi tới quý khách hàng, gửi tới quý chị em nội trợ. Bởi vì thực ra là gia đình nào cũng vậy, rất là cái phong thủy về cái phòng bếp này. Vì ở đây chính là cái nơi mà ấm áp của gia đình.
khi mà đi làm về thì bao giờ cũng thế, cái bữa ăn gia đình là cái bữa mà mọi người có thể tụ tập nhau, thì cái căn phòng bếp nó rất là quan trọng. Toàn bộ tủ bếp của ngôi nhà được thiết kế là gỗ an cường nha mọi người. Xung quanh bếp là được ốp kính, ốp bếp đầy đủ rất là đẹp. Và mặt bếp thì được ốp đá granite màu đen. Đấy, toàn bộ phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304, chậu rửa bát liền khối này, chậu rửa bát là chậu đúc inox 304 nha mọi người. Đó, quý khách hàng có thể nhìn thấy không? Chất lượng hoàn thiện nên công trình rất là ok luôn. Và cái phòng bếp này thì rất là rộng, đồng thời có cái cửa sổ ở đây để thông gió nha mọi người. Rất là thoáng. Đây, quý khách hàng có thể ngắm nghía nhìn từ phía phòng khách và phía phòng bếp rất là rộng. Ở đây với lại hộ gia đình nhỏ nhỏ mà có hai vợ chồng, hai đứa con thì ở đây kê một cái bàn ăn ở đây rất là hợp lý nha quý vị. Tiếp theo, ở phía tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này nhỏ xinh thôi nhưng mà đáp ứng đầy đủ công năng, đáp ứng đầy đủ về hệ thống bồn cầu, vòi rửa, vòi xịt và hệ thống máy bơm nước tự động lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thì được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim nha mọi người. Mặt bậc của bậc cầu thang được ốp đá đen trắng granite rất là tinh tế. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà này thì thiết kế cầu thang giữ ở phía dưới tầng 1. Cho nên như Ngọc Ánh chia sẻ ngay từ đầu video là mỗi tầng thiết kế 2 phòng ngủ rộng nha mọi người. Mời quý khách hàng theo em vào phòng ngủ thứ nhất của ngôi nhà. Đây, với phòng ngủ này diện tích nó khoảng tầm 10m² và được lát toàn bộ sàn gỗ công nghiệp nha mọi người. Đó, có 2 cửa ở phía bên hông đây để lấy toàn bộ ánh sáng cũng như là cái không khí vào trong gian phòng này. Và toàn bộ ở đây này mọi người có thể nhìn thấy luôn là đã có rèm cửa rồi nha. Chủ đầu tư lắp đặt sẵn rèm cửa, cửa đằng trước, cửa đằng sau rất rất là thoáng ạ. Đó. Cửa thông phòng thì được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha mọi người. Đó, đây. Toàn bộ phòng ngủ cũng được lắp đặt đầy đủ, hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng. Phòng ngủ này thì rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nha mọi người. Hành lang đi ngăn cách giữa hai phòng và phòng vệ sinh thì rất là rộng. Tiếp theo, đây chính là căn phòng ngủ thứ 2. Căn phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài và đặc biệt với cái căn nhà này thì là có ban công mở hướng ra phía bên ngoài mọi người nha. Đây, rất là thoáng, thiết kế cũng rất là đẹp và cầu kỳ. Phòng ngủ này cũng được lát sàn gỗ. Đấy, chủ đầu tư lắp đặt sẵn rèm cửa rồi, rất là đẹp, vô cùng hợp lý. Đây, trần thạch cao, hệ thống đèn led. Mọi người có thể nhìn thấy giúp em. Phòng ngủ này thì nó khoảng tầm được 14m mọi người nha. Cửa sổ thì được thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Rất là thoáng. Vị trí nằm trong cái khu dân cư đông đúc, rất là gần chợ dân sinh. Nói chung là với cái vị trí của ngôi nhà này, quý khách hàng nào làm ở cái khu vực Thanh Xuân hoặc là cái trục đường Lê Văn Lương, Tố Hữu kéo dài thì rất rất là ok nha mọi người. Rất là tiện ích đấy. Và phần tầng 2 này còn một nhà vệ sinh nữa. Nhà vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ, được thiết kế đầy đủ hệ thống bồn cầu cũng như hệ thống sen tắm và hệ thống lavabo bàn đá, rất hợp lý. Gạch ốp thì thiết kế đầy đủ gạch 30-60 lên trên tới tận trần mọi người ạ. Rất là sạch sẽ, dễ dàng lo dọn vệ sinh. Tiếp theo, mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nha. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy, bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là ngôi nhà này đã có 4 phòng ngủ riêng biệt rồi nha mọi người. Và cái căn phòng ngủ ở trên phía tầng 3 này thì thiết kế nó gần như là tương tự tầng 2. Nó chỉ khác một chút là cái gian phòng ngoài này thì là không làm cái ban công ra bên ngoài nữa mọi người ạ. Mà thay thế vào đấy là hai cái cửa sổ hai bên, rất là thoáng. Hướng Tây Nam thì thực sự giật cũng rất là mát nha mọi người. Đấy, quý khách hàng nào mà đang tìm cho mình cái ngôi nhà phù hợp ở phường Dương Nội hướng mà hướng Tây Nam và muốn tìm cái nhà một tầng 2 phòng ngủ thì đây là một cái vị trí khá là lý tưởng để cho quý khách hàng có thể lựa chọn và cân nhắc nha. Sổ đỏ chính chủ bàn giao ngay, hiện trạng của ngôi nhà cũng vậy, mọi người có thể dọn đồ về ở được luôn ạ. Đấy, phòng ngủ nào cũng được chủ đầu tư lắp đặt sẵn bộ rèm cửa, màu sắc cũng rất là hài hòa với cái tông màu sơn và cái màu gạch và với cái màu sàn gỗ nha mọi người. Rất là đẹp đó.
Ngọc Ánh review thì vô cùng chân thật, cho nên quý khách hàng cứ yên tâm là cái giá chào bán cũng như là cái thông số nhà hoàn toàn là từ tay chủ đầu tư đưa tới quý khách hàng nha. Nhà vệ sinh ở phía tầng 3 đây, quá là hợp lý, đầy đủ hết những cái công năng, những cái thiết bị vệ sinh cũng như là cái bồn cầu hoặc là lavabo đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Phòng ngủ cuối cùng ở tầng 3, tầng 4 phòng ngủ đây. Đó. Nói chung review rất là kỹ, tuy mặc dù là tầng 2, tầng 3 giống nhau nhưng mà Ngọc Ánh vẫn cứ muốn quay đầy đủ chỉnh chu tới quý khách hàng, không muốn cắt xén đi bất kỳ một cái gì chi tiết của ngôi nhà này để quý khách hàng, kể cả là quý khách hàng có ở xa đi chăng nữa thì có thể xem và cân nhắc qua video rồi nha mọi người. Hoàn toàn yên tâm, nhà xem ở trên video như thế nào thì đến gặp Ngọc Ánh nó là như thế. Phần còn lại của ngôi nhà đó chính là tầng 4. Mời quý khách hàng theo em lên khám phá nốt cái căn nhà này, tầng 4. Với tầng 4 của ngôi nhà thì được thiết kế như sau nha mọi người nha. Gồm một khu vực để máy giặt riêng. Đây ạ. Và phía tầng 4 này thì được thiết kế một ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang phía dưới. Như mọi người có thể nhìn thấy đây, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang mà Ngọc Ánh chia sẻ từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 4, toàn bộ là chất liệu gỗ lim. Với tầng 4 này thì chủ đầu tư thiết kế một phòng thờ và một sân phơi nữa. Thì đây là một cái phòng thờ mọi người nha. Và cái phòng này thì thực ra đây là cái suy nghĩ của anh thôi, còn quý khách hàng về có thể sử dụng cái phòng này tùy theo cái công năng của quý khách hàng. Bởi vậy cho nên là cái ngôi nhà này Ngọc Ánh xin nhắc lại là thiết kế là 4 tầng, 5 phòng riêng biệt, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ riêng, sân phơi riêng. Và với cái ngôi nhà này thì Ngọc Ánh chia sẻ ngay từ ban đầu là quý khách hàng có cái sân đằng trước, chỉ có 2 nhà sử dụng thôi, rất là hợp lý, xe cộ không phải dắt vào, có thể để ở bên ngoài, khá là hợp lý ở phía cái tầng 1 phòng khách mọi người ạ, không phải dắt xe vào bên trong. Và với cái tầng 4 này như mọi người quan sát đây thì là chủ đầu tư cũng với cái hai cái cửa sổ thì chủ đầu tư vẫn lắp rèm cửa này, và chỉ có khác một chút thôi đó là tầng 4 này không lát sàn gỗ, thay thế đó vào đó là gạch lát nền kích thước 60-60 vân gỗ nha mọi người. Cuối cùng đây là phần sân phơi của ngôi nhà nha mọi người ơi. Phần sân phơi đây mọi người ạ, rất là thoáng. Quý khách hàng có thể nhìn giúp Ngọc Ánh ở xung quanh của vị trí ngôi nhà này, rất là đông dân cư, nhiều tòa nhà cao tầng, cũng như cái vị trí của ngôi nhà này thì nó nằm trong cái khu dân cư đông đúc nha mọi người, rất là tiện lợi đi lại, thuận tiện giao thông, thuận tiện sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì quý khách hàng còn chần chừ gì mà không gọi điện ngay cho Ngọc Ánh để nhận được sự tư vấn tốt nhất về ngôi nhà, cũng như là về nếu như quý khách hàng nào có muốn vay vốn ngân hàng thì cũng gọi điện ngay cho Ngọc Ánh nha, Ngọc Ánh sẽ tư vấn tốt nhất cho quý khách hàng theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em, nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những bất động sản tiếp theo của nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.